Sau đây là bản tin giáo dục đêm khuya. Kiểm tra vở văn, một phụ huynh ở Hà Nội sốc nặng khi thấy con viết mây mưa là chỉ quan hệ trai gái. Con khẳng định sách giáo khoa viết sai chính tả vì canh gà ngoại thương thực chất phải là món cánh gà nổi tiếng ở cổng trường đại học ngoại thương. Cô giáo Thảo không những không sửa sai sót này mà còn cho điểm 8. Một độc giả có thâm niên trong ngành giáo dục và văn học cho biết, một nhà thơ ưu tú, thông thái về văn võ lẫn khí tượng học, đến nỗi có khả năng chém gió và am hiểu vô cùng sâu sắc về mây và mưa như Toàn Shinoda, không thể nào có liên hệ tới món canh gà, xin lỗi các bạn, cánh gà vỉa hè được. Đây là bài học cảnh tỉnh sâu sắc tới chất lượng giáo viên của các trường trung học hiện đại tại Hà Nội, khiến học sinh có cái nhìn lệch lạc về văn học cổ điển thời thế kỷ 21. Tua ngược lại thời gian 100 năm, chắc hẳn Dương Khuê sẽ cảm thấy vô cùng ăn năn nếu như ông biết món canh gà của mình sau này không những cướp đi sự nghiệp, sức khỏe của cô giáo trẻ mà nó còn gây ra sự hoang mang cho cộng đồng văn thơ về nguồn gốc của món canh này. Thế nhưng số phận của Dương Khuê cũng chả khá khẩm gì hơn khi tác phẩm của chính mình cũng bị sách giáo khoa cắt ghép và ca dao hóa nó. Ngay cả việc ghi chép một tác phẩm văn thơ mà sách giáo khoa làm còn chưa chuẩn thì mình không hiểu tại sao lại có thể áp đặt học sinh hiểu theo một hướng mà chúng ta đã định được. Chỉ bởi vì ông là một nhà thơ, một người có học mà ông không thể cho ẩm thực của văn thơ của mình. Hay các vế khác đã tại cảnh rồi nên mặc nhiên không thể có sự chen ngang của thức ăn. Thực ra chính những người bảo vệ quan điểm là canh gà phải được hiểu là tiếng gà gáy cũng không thể đưa ra bằng chứng xác thực. Đơn giản bởi vì bút tích gốc của Dương Khuê cũng không còn nữa. Họ lại càng hoang mang khi trên mạng đang lưu truyền một bài thơ Hán Nôm, trong đó canh được hiểu là bằng canh. Sự cố canh gà này làm mình nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Anh Xanh: tất cả các sự việc đều được hợp thức hóa bởi tư duy của con người hơn là bản chất phức tạp của sự thật đó. Sự thật thì canh gà ở đây nên được hiểu là món canh hay là tiếng gà gáy đối với mình không quan trọng lắm. Điều đáng nói ở đây là lối tư duy áp đặt trong giáo dục đã khiến chúng ta vô tình ngăn cản khả năng biện chứng và sáng tạo của lớp trẻ, vốn là nền tảng sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong văn học, nơi sự phi logic lại thường là thứ logic nhất. Với cách giáo dục luyện gà, nhồi gà hiện nay thì có lẽ sớm muộn chúng ta cũng sẽ được thưởng thức món canh gà do chính chúng ta tạo ra. Bản tin giáo dục đêm khuya hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các... Alo em Khuê à? Đang làm gì đây em ơi? À em đang chém gió trên quái S69 đấy mà. Đi nhậu không em? Ôi canh ba gà này đến nơi rồi, nhậu gì đấy anh ơi? Gà Hà Nội nằm trong nồi hết rồi, cái đi gì nữa. Chạy qua Thọ Xương đi anh Đại chú bắt canh. Thế yếu nào, 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 thế yếu nào,